Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sắc Màu Cuộc Sống. Hôm nay mình sẽ quay toàn cảnh nước lũ ngập vào trong các cái cánh đồng, các cái vườn cam, ao cá của bà con nông dân cho các bạn cùng xem nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi video của mình. Đây, như trên video các bạn nhìn thấy đây này, đây là ao cá nhá các bạn. Ao cá bị ngập rồi, có cái thuyền đang chắn, có một cái lưới bà con quay để chắn cá này. Ao cá này bị ngập hết vào rồi này. Thế còn cái đường này, đường quốc phòng này các bạn thấy chưa, ngập trắng băng rồi. Còn cái nhà máy lá đây này, cái nhà sàn này cũng ngập đến chân cầu thích rồi này. Đây còn đường đi xa bên kia các bạn ơi, này các bạn nhìn thấy chưa, bị cắt cái đường này, bị nước ngập cắt không đi được rồi này, các bạn thấy không. Chỗ này là cái cầu, như là ở dưới thấp một chút vì ngày xưa đoàn thiết kế làm cầu rồi họ hạ thấp xuống quá nên bây giờ bị ngập đường. Đây các bạn thấy chưa, đường đây này, đây là đường quốc phòng này, đường liên thôn của thôn này sang thôn kia này, qua xã này sang xã kia này. Bây giờ ngập hết trắng băng rồi đây. Mùa lũ là mà nước rất là to luôn các bạn ạ, mưa nhiều quá. Đến cái chiều nay mới ngớt được đây này, hôm nay mới ngớt mình mới ra mình quay cho các bạn cùng xem. Đây các bạn nhìn rõ chưa này, đấy, ngập trắng băng luôn. Đây vườn ngô của bà con cũng bị ngập luôn vào đây này. Nước ngập hết rồi bà con ơi, ngập hết vào vườn cam rồi này. Đây là ngoài sông Lô đây các bạn ơi, sông Lô này chảy bắt nguồn từ Trung Quốc về nha, lũ to dã man luôn này, thấy chưa. Đây là bà con đang đi đánh cá xem có vớt vát lại được con nào ở dưới ao không này các bạn. Đây nước ngập hết vào nên này, là bà con mang thuyền đi đánh cá xem có kiếm lại được con nào không. Đây còn nhà sàn này các bạn thấy chưa, nước ngập hết vào trên cầu thích này, mọi người đang phải chạy đồ này. Lấy và chạy đồ chuyển sang vào trong, nhìn mấy cái nhà trong để phòng nước ngập lên nhà trên các bạn, thì lũ to quá. Năm nay mưa nhiều nước lũ to quá các bạn. Đây các bạn ơi, đây nước sông Lô ngập ở tận đây này. Các bạn nhìn mênh mông sợ chưa, ngập hết cây cối này. Đây đây vườn cam này, vườn cam ngập hết nên nó ngọn này. Ở
cây này sai quá này. Đây, các bạn nhìn thấy chưa, nước ngập hết cái này, trắng băng luôn. Sao lũ vẫn đang về tiếp nhá. À đây ạ. Nếu mà nó về đêm hay nữa thì sáng mai là ngập cao lắm đấy nhá. Ơi, có một tí nắng rồi kìa. Đấy, trời hé nắng một chút rồi các bạn này, nhưng mà vẫn mưa tiếp đấy. Nghe rừng dự báo thời tiết là vẫn mưa từ thứ năm tuần sau cơ. Vẫn đang về tiếp đây. Người cái số chín đường trên là ngập hết anh ạ, cánh đồng đấy đường ấy thấp mà. Đây cho các bạn xem nhá, đây là đường quốc phòng này ngập hết rồi này. Đây mình cho các bạn xem, đây là đường quốc phòng này, đây là đường quay về dưới này, đây đường quay về trên đây, ngập hết đường rồi. Nên có mấy cái lấm gì mọc tại đường này. Đây các bạn thấy chưa, nó ngập xong nó còn mặt đường đang sủi nước này, sủi bong bóng lên. Đường này ngập khoảng 3-4 ngày là sụt đường xuống đấy. Đó. Kìa. Cái nhà này nhà gì có ông đây anh? Nhà máy gì đây? À đây nhà máy phun thuốc của anh Long đây. Ngập lên ngay gần lóc rồi. À. Đây các bạn nhìn chưa, đường quốc phòng đây. Đường này đi lên Bạch Sa, xã Bạch Sa Yên Thuận này. Đây chỗ này là đường vào vườn cam của mọi người, ngập hết thì các bạn ơi này. Cái này phải có thuyền máy mới đi được. Dã man chưa, ngập hết cũng trắng băng luôn. Chỗ này ngập sâu nhất đây các bạn ạ. Đường chỗ này ngập sâu nhất đây. Đường chỗ này ngập sâu phải cao khoảng 1,5 m đấy. Cái ngôi nhà phun thuốc của ông chủ vườn đây bị ngập rồi này. Nước ngập dã man luôn, chia cắt mấy thôn luôn. Đây mình tiếp tục quay sông cho các bạn xem nha. Lũ sông to như thế này mà. Sợ chưa? Ngập hết vườn cam này. Hiện tượng này kiểu muốn sụp đất cái sao không? À đây ạ. Đây các bạn thấy chưa? Nó nước ngập lâu hiện tượng là nó sụt đường đấy này. Nó sủi tăm này. Và như vậy thôi, mình xin kết thúc video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Khi xem video, nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy bấm nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình làm những video khác hay hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.